Xin kính chào toàn thể quý khách hàng và rất vui là được gặp lại tất cả mọi người trong buổi báo giá hôm nay. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, chiếc Kia Cerato, số tự động 1.6, xe chạy 3 vạn một chủ từ đầu. Và hiện tại chiếc Kia Cerato này bên em đang chào bán tại showroom với giá là 565 triệu. Quý khách hàng thiện chí xin vui lòng trực tiếp liên lạc cho Hiền Kim qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0828 066 166. Và chiếc xe này thì sản xuất 2018, xe đẹp long lanh từ trong ra ngoài. Và chất lượng xe thì bên em cam kết bằng văn bản, xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin. Và bây giờ Hiền Kim kính mời toàn thể quý khách hàng cùng Hiền Kim đón xem chi tiết chiếc Kia Cerato 2018 số tự động một chủ từ đầu. Trang bị bộ đôi sạc tự động không dây đầy đủ, option rất là đẹp luôn. Ghế điện, ghế nhớ hai vị trí. Xe chạy 3 vạn chuẩn. Tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Cửa sổ trời, trần 3D đầy đủ, nội thất màu kem. Về phần động cơ, bên em cam kết máy số zin, không ngập nước, không thủy kích, bao test hãng, test thợ tại toàn quốc và cam kết bằng văn bản 100%, xe không đâm đụng, không ngập nước. Xin đọc lại thông tin của chiếc Kia Cerato, màu vàng cát, số tự động 2018, phân khúc hàn xê, đến từ thương hiệu Hàn Quốc, xe chạy 3 vạn một chủ từ đầu, sơn zin khoảng tầm 90% giá trị xe, đẹp long lanh từ trong ra ngoài. Và chiếc Kia Cerato này em đang chào bán tại showroom với giá là 565 triệu.